Chuyển sang tình hình an ninh trật tự và tội phạm tại các địa phương. Thưa quý vị, tại tỉnh Khánh Hòa, một tên cướp giả vờ vào hỏi mua quần áo rồi bất ngờ dùng dao khống chế người phụ nữ tại cửa hàng quần áo này ở thành phố Cam Ranh, khiến nhiều người kinh hại. Mới đây, lãnh đạo thành phố Cam Ranh cho biết vụ cướp gây xôn xao dư luận ở địa phương để được công an thành phố này nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Đối tượng được xác định là Đỗ Dương Linh, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Định. Theo thông tin ban đầu, chiều 14 tháng 5, Linh vào một cửa hàng quần áo ở phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Lợi dụng người phụ nữ đang giới thiệu đồ, Linh rút ra con dao dí vào cổ, khống chế người phụ nữ. Sau đó, Linh đè người phụ nữ để giật nữ trang của người này. Trong lúc sơ hở, người phụ nữ vùng chạy ra cửa hô hoáng. Thấy vụ việc bại lộ, Linh bỏ chạy, để lại một xe máy. Công an thành phố Cam Ranh nhanh chóng truy bắt được Linh vào tối cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là nhân viên một khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đang trọ ở phường Cam Nghĩa. Do bị sa thải nên Linh túng quẩn, nghĩ chuyện đi cướp. Được biết, Linh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản.